Chú ơi, quýt mình có bán tại vườn không chú? Con mua vài ký với. Đi thẳng có người là khu này tham quan, khu sau là bán hả chú? Tại vườn là 60 ký hả chú? À quýt hồng. Ở ngoài đây con thấy cũng chín nhiều mà. Con thấy xài triệu quả luôn á. Ở đây là khoảng 10 ngày hay 15 ngày nữa là thu hoạch đó chú. Ồ, là 25 rồi. 25 thì khoảng 20 ngày nữa. Ở đây cái vườn rộng mà diện tích bao nhiêu chú? Này chắc được 6.000 hectare. 6.000. Là 6 công á. Dạ, 6 công, rộng quá. Cái này mà để cho một cái cây mà nó ra trái chắc cũng phải 3 năm chút. Nếu mình chiết nhánh thì chiết nhánh mình trồng vậy là 2 năm hả chú ơi? Dạ, chiết nhánh là 2 năm. Còn mình trồng hậu có lâu mà giờ ít ai trồng hậu lắm đâu. Dạ, bây giờ chiết nhánh là chủ yếu chú ha. Nó mau, nó mình thu hoạch nó mau á. Dạ. Nếu để mình trồng hậu thì chắc có 4 năm mới có trái. Dạ. Trồng hậu là 4 năm. Còn chiếc nhánh là 2 năm. Dạ. Giờ nó khoái cái trồng mau không à. Có ai mà trồng hậu. Dạ. Ở ngoài đây con thấy nó đâu có vàng chín hồng như ở trong đi kia chứ. Dài quá, mình đi giờ dài vô. Dạ. Chú vẽ chừng ba chiêu khí gì đó thì đủ, đủ thôi. Dạ. Nó cũng thứ cái gì nhưng mà tại vì chú biết không, chín có nè, trong không có nhưng mà được đừng có ham trái bự. Dạ, trái bự nó không ngon bằng trái trung trung mấy chú à. Rồi, nó còn đoạn mà nó được nhiều trái nữa. Dạ. Rồi bà con mình ăn trái nghiệm nó cũng ngon nữa. Nó cũng chín đo dễ chứ thấy không? Dạ. Tại người ta không biết thì người ta đi cái đấy. Chú hái cho con mấy trái mà để ngày mai ngày mốt ăn được á. Hái cho chú luôn ha. Dạ. Rồi, chú thích trái nào chú chú chỉ. Con thì không biết trái nào ngon, trái nào sẽ ngọt hay chua gì đó. Dạ. Rồi tôi bỏ cho ngày mai ăn hết là bữa nay. À, bữa nay thì một ít thôi, còn ngày mai với lại bữa kia đi. Rồi bắt đầu từ đây vậy là mình bẻ nó hơi ấy chút mà tôi dạ. Lựa chú ăn là trái ngọt ngọt không à, không có vụ dạ. Mà như ấy con. Nó như vậy nè, cái da vậy nè. À, chú ăn nó mới ngon. Dạ. Đừng có lửa bóng trắng gì là nó bị non nè. Dạ. Đừng thấy mơ gì là dưới hai nó sáng chân chú ăn nó chua lét. Dạ. Như mấy trái mà chín hồng như thế này chú. Chín hồng này là ngọt lắm chứ. Đúng rồi. Nó có da lưu gì đó phải không? Tại nó phải ta nói da lưu đó phải không? Da lưu hả chú? Da lưu đó là da cám này nè. À. Mình ăn nó ngọt hả? À. Nó chua. Đây một ký chắc khoảng tầm chắc cỡ 4 trái 5 trái hả? 4 trái 5 trái. Nó bự bự vậy. Dạ. Cỡ 5 trái nữa. Mọng nước nữa. Nó rất là nặng á. Bao nhiêu ký vậy chú? Lấy khoảng 3 ký. 3 ký hả? Dạ. Chú cắt trái nào mà thấy nó ổn ổn nó ngon là được. Màu thì trong ăn liền cũng không có sao chứ. Dạ bên kia chú, bên kia cái cây thấy sai quá trời. Bên kia chưa có gỡ được. Chưa được hả chú? Con thấy nó cũng vàng như bên này mà. Cái bờ này đang bẻ. Dạ, là bẻ khu nào là bẻ ăn khu. Bẻ ăn khu hả? Cũng bự gì thôi chứ còn dạ. Nữa phải không? Tại chú bẻ khui ra cho con trái chứ. Để lật cho chú ăn dạ. Trái nha. Dạ. Đây nè, chúng ăn cái này. Ăn thử này trái này. Nó cũng ít có chua hơn mấy cái trái xanh. Chú bẻ rồi coi. Còn đang quay. Dạ. Ăn thử ngọt. Chú làm nửa trái đi. Không, chú ăn đi thì tôi. Dạ. Rồi chú ăn đi. Dạ. Ăn đi. Ăn thử nó có ngọt. Nè, chú ăn nó dễ ha. Dạ.
cái sơ này nè, ăn cũng chỉ bệnh nữa đó. À cái sơ quýt ngoài ha. Nhưng mà chú thí dụ có bệnh chỉ rồi này nó chút đỉnh đó ha, mình ăn này hết luôn đó. À. Bây giờ đừng nên bỏ sơ này. Dạ. Tôi lột ra giờ là tôi quất luôn hả chứ không có dụng mà lột tước đâu. Còn người ta ăn ta tước từ miếng ha, bỏ sơ. Dạ. Yeah. Trái này vừa ăn là chú. Được không? Dạ. Thì tôi lựa cho chú là như vậy không đó. Ủa, nó ngọt ngọt. Liền được. Còn thí dụ chú biết bẻ chú bẻ như vậy nó ăn gì nó chua lét luôn. Cái gan như chanh luôn á. Ừ. Thấy không? Dạ. Lửa màu cho chú rồi, trời tôi chú ở nhà vườn tôi bẻ. Chú ăn đi, chú làm miếng giải khát. Chú ăn mới hút thuốc này chưa. Chú ở nhà vườn chắc chú ăn quýt hoài luôn. Tôi ăn là buồn buồn là tôi ăn nè. Dạ. Dạ chú đây á. Tôi bẻ này. Chú vừa là chú ăn là tạch liệm nhớ. Ừ. Cái này nó hơi có vị chua tí tí thôi. Ờ đúng rồi, cái này là không có ngọt ra ấy được. Nhưng mà quýt về phải ăn như thế này nè mới ngon. Ờ đó vậy đó. Dạ. Ăn đi ăn hết là ăn cái này luôn. Ờ nó quay là nó bẻ. Quẩn mà. Ăn đi mà ăn cho biết để thôi nhiều khi. Rồi rồi chú. Ừ. Mấy ký, 3 ký hả? Dạ 3 ký chú. Đi về về ăn tới giờ trái nữa. Cũng ngon ngon bẻ. Ai cũng mua 200-300 ký thì tôi muốn thì bị lâu lâu nữa. Ha ha. Ngon ngon. 200-300 ký thì chắc chỉ có vừa. Ờ thì bởi chứ. Đồ chặt dẹp cho anh em về ăn thôi. Mấy ông nội kia không biết bẻ, không bẻ tầm 7 tầm bả thôi. À tức là người ta tự vô hái rồi đó chú. Người ta tự hái á thì cũng được, khi mấy ông ngồi ngồi đó. Cũng như tôi vậy nè, mà mấy ông bẻ nó. Rồi cái này phải có kinh nghiệm chứ mà. Mình không có người có tâm nó bẻ khác. Dạ. Người không có tâm nó đụng như tao bẻ, đụng như tao bẻ biết không. Ăn nó có ngon. Ở đây quýt thì một mùa nó ra mấy lần chú, hay là một năm chứ một lần? Là Tết mới có nha chú. Tết mới có. Tết chín vậy nha. Dạ. Chứ không có mùa nào khác hơn nữa. Dạ là chỉ một năm một vụ thôi. Ừ. Tại cái quýt về mà chú giờ tôi không bẻ được cái nào là chú biết rồi đó. Ừ. Trái cho nó ngon ngon, em tao muốn có dài có cái gì nó trải nghiệm nữa. Bẻ tầm 7 tầm 3. Nó ngon lành. Đây mình làm chú là trực tiếp chăm sóc cây luôn không? Ừ, tôi làm giống năm nay nó 6 năm. Xanh luôn. Cái này cũng im nữa. Anh mới ăn ha. Dạ. Nhiều cả mấy ký rồi chú? Chú 1-3 ký phải không? Dạ. Ký chắc vừa đủ. Ngon ghê đó. Hết sai luôn đó. Cái trái mà nó bầm quá cũng không ngon đó chú. Ờ cũng rồi, nó đậm quá nè. Nó ấy cũng ngon không? Dạ. Nó phải đúng cái màu nó vậy nó mới ngon. Cái này phải có nhà vườn người ta rành á, chứ mình mà mình biết khách đến là mình không biết, mình hái tùm lum á, mình thấy trái nào chín là mình hái hết á. Rồi, chắc cũng gần đủ rồi. Dạ. Ví dụ có trái hay trong kia có bẻ sẵn. Ok, ta bỏ thêm vô ha. Cả 100 ký trong rồi. Dạ. Không, cũng bẻ cả 100, quýt đường cũng bẻ cả 100 để thử. Được thích ta ăn đó. Dạ. Lựa cái ngọt ngọt để thích cho người ta, ta ăn quýt đường, cho bẻ người ta ăn, ta ăn. Ngon kìa. Để đưa vô, nó chua lét chua lè. Bầm bầm vậy là ta ta. À. Anh ra
Cái thân cây là nó dày luôn hả chú, hay là mình phải quét vậy lên? Cái thân cây đó vậy đó. À, nó cũng màu hay quá ha. Con lần đầu tiên đi vô vườn quýt á. Dạ. Đây là ok luôn. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Dạ, mấy công người ta ăn gì người ta chê nữa. Dạ. Wow, nhìn đẹp ghê. Trong này chưa ai bẻ. Dạ. Nó còn kẹo vậy đó. Chứ cho vô đó là gan ra thằng vô chứ chụp. Là thừa thớt hết luôn á. Đi cây em sọc 50 trái hay 30 trái rồi rồi. Dạ. Đây nhìn đẹp ghê không? Đây nè, như cái cây này thì mọi người thấy không? À, chủ vườn người ta sẽ gia cố chằng chống lại tại vì ra trái rất là sai. Tuy nhiên cây này còn xanh này. Những cái trái còn xanh thì nó cũng không có đẹp bằng những cái cây mà đã ngã màu.